Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại thì anh Trá đã có mặt tại trung tâm xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ ra quán ăn sáng một chút, sau đó là lên xe thôi. Em ơi, rút chìa khóa ra, có đi ăn sáng đấy. Người đẹp, có món gì ngon đấy. Sùng ăn đấy à, ăn phở à? À, hay hỏi anh Trá xem ăn gì. Em ăn gì, em ăn gì? Ăn phở hay ăn bún? Trá uống thuốc say xe và em cầm lấy 200.000 đổ xăng này. Cầm đấy, anh tặng. Cầm đấy, cầm đấy, cầm đấy, cầm đấy để đổ xăng các thứ cho người ta, mình xe người ta mượn người ta mà đấy. Anh em vừa ăn sáng xong, bây giờ thì lên xe thôi. Anh lên xe đi. Ba anh em sẽ đi, bởi vì là phải đưa em Sùng Caramel đi thì còn phiên dịch. Anh Trá thì anh không biết tiếng phổ thông, Long thì không thạo tiếng Mông lắm đâu. Thì lên trên đấy còn có gì thì trao đổi với bác sĩ. Đây anh lên đi. Ây da, đông vui nhỉ. Anh đeo khẩu trang của anh Trá. Xong hai anh em ngồi phía đằng sau kia luôn nhé. Đây cái này ạ. À? Đã có mặt tại thành phố Hà Giang rồi và nghỉ ngơi ăn trưa xong là tiếp tục là đi xe giường nằm lên thành phố Hà Nội. Đi anh ơi. Chào anh. Ba anh em đã lên giường nằm rồi. Giường đây thì rất là rộng, giường hơn 1 mét cơ. Tha hồ anh Trá nằm rộng rãi. Trải qua gần 100 cây số đi từ trên bản xuống đi cái đường kia nó đang sửa khó khăn. Hôm nay là thứ bảy và cháu Long đã đưa anh Trá đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội. Ngày bình thường thì họ sẽ khám từ thứ hai đến thứ sáu là khám bình thường, còn hôm nay thứ bảy là khám theo yêu cầu. Hôm nay là ngày mưa gió thì cũng khá là vắng và hôm khám yêu cầu này thì đắt hơn một chút nhưng mà nó vắng hơn và nhanh nhẹn hơn. Nghe mọi người chia sẻ là bệnh viện Nhiệt đới này thì chuyên khám về gan đấy. Mà cháu Long thì phỏng đoán nghi ngờ là anh Trá vàng da như này thì chắc cũng liên quan đến gan. Bây giờ anh em lấy phiếu thông tin và chuẩn bị đưa anh Trá vào khám, đợi gọi số. Đấy thì sau khi mà khám xong thì cháu Long sẽ... khi mà có kết quả, cháu Long sẽ về nhà và sẽ thông tin toàn bộ kết quả khám chữa bệnh của anh Trá như nào. Còn trong quá trình hành trình đi lại như này thì mất 3 ngày cũng nhiều cái bước lắm. Nên là tạm thời là cháu Long sẽ ngắt máy đây. Khi nào có kết quả thì sẽ cập nhật thông tin tới các quý hảo tâm và các bạn khán giả trên kênh nhé. Sau 3 ngày đi xuống Hà Nội đưa anh Trá đi khám thì chúng cháu đang có mặt ở trên bản rồi. Một quá trình đường dài cũng phải nói là rất là mệt đấy, nghìn cây số cả đi cả về. Bây giờ thì ăn sáng, nghỉ ngơi một chút rồi thì quay ra quán cắt tóc này, cắt tóc cho anh Trá cho gọn gàng. Anh Trá ơi, đi. Đây, tóc dài quá rồi. Xuống đây em, xuống quán cắt tóc này em bảo người ta cắt cho cái tóc. Cắt tóc gọn gàng xong là... có cháu ruột của anh Trá ra đợi sẵn rồi, đón về. Vào quán này cắt này. Đang trang điểm gì đây anh?
Bắt cái dai mà. Anh cắt tóc cho anh dai này. Cháu Long cùng em Sùng đã đồng hành với anh Trá để xuống bệnh viện khám. Như đây thì khám theo cái mô hình tròn thôi. Nhất là nhìn cái khuôn mặt anh ấy vàng, da vàng ấy như thế thì mấy anh em ở nhà mới phỏng đoán là anh ấy bị gan, liên quan đến gan nên là vào thẳng bệnh viện nhiệt đới. Bệnh nhiệt đới là chuyên về gan nhiều hơn mà. Sau đó là có vòng ra bệnh viện Bạch Mai để khám toàn thể. Thì đây là kết quả chuẩn đoán của anh Sùng Nhìa Trá. Thì cũng báo với toàn thể các quý hảo tâm và các bạn khán giả là sau khi về đến trung tâm xã thì cháu Long cũng mời anh Trá ăn sáng, sau đó là đưa anh đi cắt tóc. Và cháu ruột của anh Trá thì cũng đã đón anh ấy về đến nhà an toàn rồi. Thứ nhất là cái báo để cho các bác yên tâm. Thứ hai là đây là cái kết quả của anh Trá sau cái quá trình xét nghiệm toàn thể. Xét nghiệm toàn thể đấy. Thì nói chung là anh Trá thì nhiều bệnh lắm. Và việc đầu tiên mà các bác sĩ đến đấy thì là lấy máu, lấy để mổ xét nghiệm. Sau đó đi chụp chiếu các kiểu. Thì về phần máu của anh Trá thì như bác sĩ tư vấn là cơ thể con người, ví dụ như là cơ thể chúng ta đạt từ 50-60kg chẳng hạn, thì cái lượng máu trong cơ thể người chỉ số bình thường thì nó dao động khoảng từ xấp xỉ 5 lít máu trong cơ thể. Nhưng mà anh Trá đây thì có được 1,61 lít thôi. Tức là cái trong cơ thể của anh Trá thì thiếu đến hơn 3 lít máu. Vì bác sĩ kết luận là anh Trá là thiếu máu cấp độ nặng, cần phải đi cấp cứu ngay lập tức. Ngoài ra thì về thận này, về phổi, về gan và về dạ dày của anh Trá là tất cả cái hệ gọi là bên trong nội tạng của anh Trá là nó suy yếu đến mức kiệt quệ hết rồi. Thì trong quá trình mà đi khám như này thì nằm ô tô thì cũng vẫn ok, nhưng mà anh Trá bước xuống ô tô ấy, để mà đi ra nhà nghỉ, đi ăn, đi uống này là em Sùng cứ dắt tay đi cỡ khoảng 5-6 mét. Lúc nào mà khỏe nó nhất là đi được chục mét chung kìa. Là anh ấy ngồi sụp xuống, là cứ ôm bụng ngồi sụp xuống. Thì cũng một phần là do thiếu máu của anh ấy chóng mặt hoa mắt, và trong cái bụng của anh ấy thì đau, đau toàn bộ như vậy. Thì lời khuyên của bác sĩ là phải nhập viện gấp và cấp cứu gấp để thứ nhất là truyền máu, và thứ hai là duy trì cuộc sống của anh ấy thêm dài ngày ra. Nhưng mà bác sĩ cũng nói bên cạnh đó là thứ nhất là phải có tài chính kinh tế ở mức tương đối. Nghe bác nói, bác sĩ nói ở tương đối như vậy là tương là rất là nhiều đấy, thì mới có thể duy trì được anh ấy thêm kéo dài thời gian ra. Thì theo tư duy và suy nghĩ của cháu Long thì nhìn thấy người nhìn chết mà không cứu, mình phải thẳng thắn chia sẻ với nhau là như thế. Nhìn thấy người chết mà không cứu thì không đành lòng. Nhưng mà vì gia đình của anh Trá thì rất khó khăn, lại còn hai con nhỏ ở nhà nữa. Mà nếu như mà để chạy chữa cho anh Trá thì không biết bao nhiêu cho nó đủ. Phải thẳng thắn chia sẻ như vậy. Và không biết là kéo dài được đến ngày nào. Mà khi mà các quý hảo tâm trong và ngoài nước giúp anh Trá, giúp hai cháu thành lập một cái quỹ nhất định như đầu video cháu Long có đưa lên rồi, mà dùng hết cái số tiền đó để chạy chữa cho anh Trá, thì cuộc sống của hai cháu nhỏ thì không biết là sau này thế nào nếu như anh Trá không trụ nổi. Thì cháu Long cũng đang rất là khó xử. Đây thì anh Trá đã như vậy rồi thì cháu Long nghĩ thôi. Thì đúng là người mà sắp như thế, yếu quá như thế thì cần phải cứu chữa ngay. Nhưng mà nếu cứu chữa thì không trụ lại được thì hai cháu không biết là mất bố mất cả mẹ nữa, thì sau này chẳng may như thế chẳng hạn thì không biết là như nào được. Thì cái phương án mà cháu Long đưa ra là thứ nhất là hôm qua sau 4 ngày, gần 4 ngày ở trên dưới viện đấy, thì giúp anh Trá thứ nhất là truyền máu để cho anh ấy có năng lượng để đi về đã. Và cháu Long có đăng cái video này lên để tham khảo ý kiến của các quý hảo tâm và các bạn khán giả trên kênh, để xem mình xử lý phương án nào cho nó hiệu quả. Theo cháu Long nghĩ
Thì với cái bệnh tật của anh Trá và bác sĩ tư vấn như thế, thì theo ý hiểu là anh Trá sẽ tức là dùng tiền để kéo dài thời gian thôi, chứ còn không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn được. Chuyển sang giai đoạn ung thư máu rồi. Thì theo ý kiến của cháu Long là cháu Long sẽ đưa anh ấy khám để cho toại nguyện, để biết bệnh của anh như nào, để sau này có vấn đề gì thì mình không có áy náy gì cả. Còn cái số quỹ đấy thì giữ lại để giúp cho hai con của anh Trá, bởi vì hai cháu còn quá nhỏ, nương rẫy thì khô cằn như vậy, bố thì không giúp được gì cả và không biết là trụ được đến bao giờ, còn mẹ thì mất rồi. Thì giữ quỹ đó, một phương án là sẽ gửi tiết kiệm cho các cháu rút ra hàng tháng để dùng để duy trì cuộc sống trong vòng những năm mà còn nhỏ. Cái số quỹ đó mà chia ra mỗi tháng mà dùng 500-600 nghìn để mua thức ăn, mua gạo thì cũng được rất là lâu đấy. Đấy phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là sẽ tìm đất rồi làm một cái nhà nho nhỏ thôi, để giúp hai cháu có cái nhà kiên cố, có nơi ở ở dưới khu vực mà đông dân hơn, thuận tiện đi lại hơn. Thì đấy là hai phương án như vậy. Thì bây giờ hiện tại là cháu Long chưa quyết định được đâu, cũng nhờ sự đóng góp ý kiến của toàn thể các quý hảo tâm và các bạn khán giả trên kênh. Thì kết thúc quá trình hai anh em đưa anh Trá đi khám bệnh như vậy thì kết quả là đến đến giờ phút này là như vậy. Thì một lần nữa cháu Long trân trọng cảm ơn toàn thể các quý hảo tâm đã dành quỹ về để giúp cho anh Trá. Thì cháu Long nhận được bao nhiêu quỹ cháu Long đã đưa lên bảng Excel ngay từ đầu video rồi, và cái nội dung mà đi khám chữa bệnh hết bao nhiêu cháu Long đưa lên video. Khám chữa bệnh thì nó có nhiều cái hạng mục lắm, từ những cái nhỏ nhất, từ cái mua khẩu trang, mua cái ống thuốc say xe cho hai anh em Sùng và Trá, cho đến những bữa ăn, cho đến nhà nghỉ, cho đến lấy máu xét nghiệm, chụp chiếu các kiểu. Thì tàu xe đó thì là hết hơn 6 triệu đấy. Thì cho Long đưa lên đầu video nha, các quý khán giả, các quý hảo tâm có thể vào đó để xem chi tiết. Còn số quỹ còn lại cũng trên video rồi. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn toàn thể các quý khán giả đã đồng hành cùng kênh. Cảm ơn các quý hảo tâm đã giúp anh Trá được đi khám bệnh để cho toại nguyện, để biết bệnh tình như nào, để sau này có xảy ra vấn đề gì thì mình còn có cái mà nhớ, mà để mà không áy náy nữa. Còn video này thì cháu Long xin phép được khép lại tại đây, cũng khá là mệt mỏi đấy, thực sự là như sức khỏe của cháu Long là vô địch đấy, nhưng mà đi lại như thế thì cũng hoa mắt chóng mặt. Buổi sáng hôm nay về nghỉ ngơi một chút, thì bây giờ ngồi đây để lên cái bảng Excel và ghép lại cái video gieo trong quá trình gần 4 ngày đi khám cho anh Trá. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả ở những video tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc.